Đây nha, đi vào bên trong mặt đằng Giang này rất là đẹp nha. Nè đây, chùa gì đây, rất là đẹp luôn. Đây là cái chùa gì đây coi nhỉ, đẹp chưa, đi vào. Chùa rất đẹp. Đây là đền thờ tướng công Lê Duy Mật. Đền thờ tướng công Lê Duy Mật. Đấy. À, đây. Rồi bây giờ tôi bắt đầu vào cần ra. Tôi sẽ có cái